Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn. Có hung có cát, trạng thái tâm lý không vững. Thản vĩnh thìn. Những chủ gông sẽ gặp cục diện bản cát bản hung, có các tinh trợ mệnh nhưng bên cạnh đó vẫn có hung tinh rình rập. Điều đó đòi hỏi con giáp này làm gì cũng phải tính toán trước sau, cân nhắc thiệt hơn trước khi hành động. Tháng 3 âm lịch, cục diện tự hình gây ra nhiều vận khí không cát lợi, công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững. Tuy nhiên lại có nguyệt lệnh quan đới trợ con đường quan lộc, sự nghiệp có những biến chuyển hy vọng, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tình chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên, vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những sự lựa chọn quyết định sai lầm, khiến cho túi tiền mất mát hao tổn. Chuyện tình cảm vào tháng vĩnh thìn không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ này. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân trở nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó, bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình. Ở phương diện sức khỏe cũng có phần phải chú ý, bởi có thiên nguyệt chủ đau ốm ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy phương diện sự nghiệp của những chú rồng chịu tác động khá lớn từ tự hình thái tuế. Tâm trạng bí bách, suy nghĩ bế tắc ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc, bạn có thể thấy liên tục gặp trở ngại hoặc chuyện xui xẻo đeo bám. Tinh thần bất ổn khiến bản mệnh khó mà kiểm soát cảm xúc, có xu hướng gây gổ với người khác. Đôi khi chỉ vì những cuộc trao đổi công việc nhưng có thể trở thành tranh luận gay gắt khi hai bên có quan điểm nhìn nhận trái chiều, từ đó khó tránh khỏi họa thị phi. Thêm nữa, hung tình thái tuế còn khiến cho cái tôi của bạn đẩy lên mức cao nhất. Bạn thường thích hành động một mình, không thích bị người khác can thiệp, thậm chí còn có lúc bạn còn tự đặt ra những suy nghĩ cho mọi người xung quanh. Nội bộ tập thể lục đục, không khí tại môi trường làm việc căng thẳng, bản mệnh cũng chẳng được yên ổn mà hoàn thành công việc. Theo đó, làm gì thì người tuổi Thìn cũng cần phải có thái độ khiêm nhường, lễ độ, đừng để thói quen kiêu căng và sự độc đoán làm rào cản ngăn tiến bước bạn thành công lớn. Bù lại, nguyệt lệnh tháng này rơi vào đất quan đới sẽ có nhiều tín hiệu tích cực cho con đường quan lộc của những chú rồng. Sự nghiệp báo hiệu có nhiều chuyển biến hy vọng, cần phải tận dụng thời cơ để đạt được mục tiêu cho mình nhanh chóng có thể. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Tuy nhiên, vận khí cũng còn khá yếu ớt, bạn trở nên suy nghĩ quá lý tưởng khi mới chỉ gặp được chút may mắn. Mọi thứ phía trước còn rất nhiều thử thách. Sự việc sẽ đi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào cách mà con giáp này xử lý vấn đề. Hãy coi những bấp bênh mà tự hình gây ra là một sự rèn luyện cho tiền đồ tương lai. Thông qua đó, bạn cũng sẽ có cơ hội để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, cũng như vượt qua những nghi hoặc về khả năng của mình. Càng về cuối tháng, tinh thần làm việc càng hăng say, bạn dễ dàng tập trung làm việc và đạt hiệu quả cao, bù cho thời gian sao nhãng hồi đầu tháng. 2. Luận về phương diện tài chính. Con đường tài lộc của những chú rồng nhờ có thực thần đứng bổng, dự báo có cơ hội thăng tiến. Chủ yếu là thuận lợi ở mặt kiếm thêm bên ngoài, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tự hình khiến cho vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những sự lựa chọn quyết định sai lầm khiến cho tiền bạc mất mát hao tổn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh nên hạn chế đầu tư các hạng mục mạo hiểm, đồng thời tránh xa cờ bạc đỏ đen. Không làm thì thôi, đã làm thì phải nghiêm túc và kiên trì, chấm dứt ngay tâm lý, ăn sỏi ở thì một cách nhất thời, làm gì cũng cần phải đảm bảo sự chắc chắn và lâu dài. Nếu tham gia bàn bạc hợp tác làm ăn, bạn nên giữ thái độ mềm mỏng hơn để dễ dàng tiếp cận khách hàng. Dù phải chịu áp lực, tâm lý cũng trở nên thể hiện quá rõ. Hãy cố gắng giữ hình ảnh chuyên nghiệp của mình. Với người làm công việc ổn định, mặc dù được nguyệt lệnh, quan đợi tiếp thêm sinh khí, tài lộc khởi sắc dần về cuối tháng, nhưng giai đoạn này những chú rồng vẫn chưa tích lũy được nhiều. Thu nhập ở mức cân đối, chưa thật sự tăng vọt. Trong khi đó, các khoản chi phí sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, nhìn chung vẫn cần chi tiêu hợp lý, đừng vung tay quá tráng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Do không có đào hoa trợ mệnh nên chuyện tình cảm của người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch này không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của tình yêu này. Tự hình khiến cho đôi khi bạn trở nên có phần ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mà không đặt mình vào vị trí hoàn cảnh của nửa kia để suy xét vấn đề. Những suy nghĩ áp đặt hay phát ngôn cá nhân của bạn có thể đẩy mối quan hệ tới bờ vực sụp đổ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng, sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Đặc biệt là giữa những các cặp đôi càng thêm hạn chế để bí mật tồn tại giữa cả hai, nên nói ra để cùng nhau cố gắng vượt qua và tìm cách giải quyết. Với người độc thân, có vẻ như thời điểm này vẫn chưa thích hợp để bạn bước chân ra vào một mối quan hệ mới. Bạn càng nóng vội thì càng dễ soi hỏng bỏng không. Bản mệnh càng phụ thuộc vào cảm xúc của một người nào đó thì càng dễ thất vọng vì những kỳ vọng của mình. Suy cho cùng, bạn vẫn nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Người tuổi Thìn cũng sẽ phải lưu tâm hơn tới sức khỏe của mình vào tháng 3 âm lịch này. Thiên nguyệt chủ về đau ốm, ảnh hưởng sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần phải đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Tâm lý chịu nhiều ức chế, dồn nén để quá lâu cũng sẽ tiến hành thành tâm bệnh. Bạn cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần, học cách giải tỏa tâm lý, tự tìm kiếm niềm vui để đầu óc được nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực thì ắt sẽ thấy cuộc sống không có nhiều áp lực. Ngoài ra, những chú rồng cũng nên hạn chế uống rượu bia. Chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất mà còn tác động lên cả tinh thần của bạn nữa. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn vào tháng 3 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952. Mệnh thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, tâm trạng bí bách, suy nghĩ bế tắc, ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh hỏa, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, trở nên suy nghĩ quá lý tưởng khi mới chỉ gặp một chút may mắn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, mệnh thổ, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, tài lộc có cơ hội thăng tiến, càng chăm chỉ cải cuốc thì càng thu về nhiều lợi nhuận. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, mệnh mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, cách cư xử sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ.
Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. Năm tuổi Canh Thìn, sanh năm 2000, mệnh Kim. Nam sao Vân Hưởng, nữ sao La Hầu. Khẩu quyết: lưu tâm hơn tới sức khỏe, học cách giải tỏa tâm lý, tự tìm kiếm niềm vui. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Tý, màu sắc may mắn màu đen, màu hồng.